Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi Ô Môn à, là Ô Môn này mình hứa rất là nhiều khách hàng mình ghé, nhưng mà hôm nay mình mới ghé được tới đây thôi. Sáng giờ ghé 3 giường rồi, giường này giường thứ ba rồi. Rồi khách hàng Ô Môn một tuần sau mình sẽ cố gắng mình đi nữa ha. Các bạn thấy là nông dân của mình, khách hàng của mình nè, cây nó bự như thế này nè, năm rồi đáng lẽ năm rồi thu nhiều lắm rồi, năm rồi không có thu luôn. Năm rồi được có 100 mấy chục trái mà cây nó như thế này không nổi các bạn. Đó, cái cây này đúng sức nha, năm nay Hiệp làm nha. Cây này mình cho 200 ký là ít nha, ít là 200 ký. Đó các bạn thấy không, trồng 6 mét cây gốc bự gì nè, nó giao tàn hết mà không làm trái được. Bởi vì á, mình bố trí đi, năm nay mình sẽ có thấy một người đi tiếp mình nữa để mình tránh những cái tình trạng mà thất thoát như thế này các bạn. Ảnh còn trừ định là chưa muốn làm trái nữa, anh nên thả nữa. Cây mình nuôi tới cỡ này rồi mình không làm trái rồi làm để gì, làm gì đây nè. Cây này 50-60 trái là bình thường nè. Đó mà năm rồi anh không thu gì hết, năm rồi mình không xuống tận nơi được nha. Anh dùng cái hũ cơ nhiệt của mình nhiều lắm á, năm rồi mình không xuống tận nơi được, năm nay mình xuống. Sáng giờ là nhận 3 giường làm trái rồi, giường này giường thứ ba rồi. Ô Môn nha, khu vực Ô Môn. Nó là nhìn cây nó bự ra. Định là anh định là cây này dài dài xong là cây sau anh đại bạc luôn. Thì cây sau đại bạc là mình cho phép rồi, là cây này nó dư lực rồi, mà nào giờ nó không đẻ nữa. Thì cái bạc đây là cái bờ đê mà ở dưới cây mình trồng, trồng nó thấp thì mấy bạn nữa đầy cây su á, mình sẽ hướng dẫn anh là đẩy trồng qua đây luôn, trồng tới mấy mương này đặng cho nước nó gạt xuống và xuống đây, ở trên đây đổ xuống thì nó sẽ xuống mương hết. Các bạn nhìn dàn cành nè, nè nhìn dàn cành nè, đó nó dàn cành gì nè, mà không làm bông không nuôi trái được mà thấy tiếc cho mình, nông dân mình không tiếc cho mình, khách hàng mình không đó. Năm nay mình bố trí thêm một người nữa, một người kỹ thuật nữa đi tiếp mình. Và năm nay sắp tới là mình đi những vườn làm trái cây này nha, mình đang đi những vườn làm trái cây này, còn cây sau mình sẽ có một đội để đi tiếp mình đi thị trường khu vực Cần Thơ này và Hậu Giang để mình khai thác, khai thác một cách triệt để mình thu có là những cây sầu riêng này chứ không phải là trồng đấy đó. Các bạn nhìn cây nó bự gì nè mà không thu gì được hết, rồi bao nhiêu chi phí đổ vô đây, rồi bao nhiêu thời gian công sức của mình nè. Đó nè, Ô Môn, Ô Môn rất là nhiều, còn rất là nhiều bất cập, không phải là riêng anh này đâu, mà mình thấy nãy giờ mình ngồi uống cà phê với chủ vườn là rất là nhiều vườn không làm trái gì được. Cây lực gì nè mấy bạn, đó, còn rất là nhiều bất cập. Cũng có một số vườn nha, cái vườn này là gần kế cái vườn anh Ba Đậm, anh Ba Đậm là có tiếng trên Ô Môn này. Cái vườn này á đâu thu trái được đâu, chỉ có khu vực này mình nghe nói là chỉ có vườn anh Ba Đậm là anh thu nhiều năm, tại anh hơn 20 năm rồi. Này mấy bạn nhìn cây nè, đó như thế này nè, cây này bảo đảm mấy bạn là 60 trái lần là khỏe, 4-5 mấy. Do anh thả anh không làm trái, cây bự lắm, bự nè. Nè sắp tới là cây sao cho đại bạc, thì vị trí dịch phát lo á, sẵn đây mình nói luôn nè, mình đăng video là chủ vườn nhớ nè, xịt ướt cho này cho mình, cành này nó ngang thì mấy bạn xịt chỗ những chỗ này được, còn những cành mà nó chổi lên á xịt ướt chỗ đây nè, chỗ này nó ra bông rất là tốt và đậu trái rất là đẹp nè, mấy bạn nhìn nè. Đó nào, gì đây nè mà anh không làm trái nè, bên đây là 40 mấy cây, bên kia 6 mấy cây, đó là 100 cây, thì mấy bạn vị trí đi một cây mình bổ đồng cho 40 trái thôi, chưa cả những cây này là 70 trái 60 trái thì bao nhiêu tiền của khách hàng mình nè, của nông dân mình. Đó nha, hôm nay mình sẽ cố gắng bỏ nhiều thời gian cho khu vực Ô Môn và Hậu Giang. Hậu Giang cũng còn rất là nhiều bất cập, cây nó bự mấy bạn, nó qua tới bờ đây luôn, rất nhiều bất cập, thì mình cố gắng mình khắc phục những cái bất cập của bà con mình nè. Mà nhìn cái lực nè, đó cái này bao lâu anh không xịt gầy rồi anh vào, bao lâu không xịt gầy rồi, cơi sao coi này lỡ rồi nghe, nhưng cơi sao là không được bỏ gầy nữa nghe, cơi sao làm trái rồi. Cái này anh có thể là bây giờ anh cái mấy cây cao này anh cắt xuống mét được rồi nè, cắt lại đi cho nó gùng lên luôn cành. Ừ, những cây cao thôi nghe, còn những cây này là không có cắt, tại cây này nó cành lực sẵn rồi. Đi đi vòng anh kia.
ba năm rưỡi, nếu mà anh chăm đạt là ba năm rưỡi làm trái được rồi. Nãy nói bên đây là bốn mấy cây với bên kia gần 60 nữa hả? Trời ơi, em bỏ đồng cho anh một cây 40 trái thôi. Là anh thấy năm một năm rồi mắc bao nhiêu rồi. Mấy bạn. Gì đó mà không dám làm trái. Tại vì người ta mới, người ta không có kỹ thuật á. Như lại tài sản và những năm tháng qua 4 năm qua đã bỏ vào đây hết rồi nên ta không dám mạo hiểm. Có mình thì người ta mạnh tay hơn. Đó. Mình cầm nó mình làm kinh tế mà giờ tới kinh tế tới rồi mình không dám khai thác. Thì nó dở lắm, nó tệ lắm. Cái này nữa anh Đại Bạc, anh mua cái cao su mà nó hơi đục chút xíu. Thứ nhất là nó nhẹ chi phí, thứ hai nữa là nó mỏng, mua cái 4,5 thôi. Cái này té cái là rồi luôn. Nó nhẹ thì nó sẽ ra được nhiều khổ cao su. Đây nè. Các bạn thấy không? Rồi ok, mình kết thúc video nha.